xài lô sinh dưỡng nhưng mà lại làm bay mất lớp màu nhưỡng Chào mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của anh Rùa Dành cho những ai chưa biết thì đây sẽ là nơi anh Rùa chia sẻ đam mê về các sản phẩm da các chăm sóc đầu da cũng như mọi thứ trong cuộc sống Thì có rất là nhiều khách hàng khi sử dụng lotion dưỡng da lại ra màu khá là nhiều Thì có phải là lotion làm bạc màu, phai màu dày hoặc là phai cái lớp nhựa hay không? Câu trả lời sẽ có trong video sau đây Thông thường á, thì dày được sử dụng bởi hai loại da Thứ nhất á, là da vét hay còn gọi là da mọc và sau đó là được nhuộm rồi mới đưa ra thị trường và loại da thứ hai á, là loại da đã được thuộc nhuộm màu sẵn trong nhà máy rồi đối với những đôi giày được nhuộm tại da vest thì đôi khi người thợ hoặc là sự sản xuất á, họ nhuộm không có chuẩn hoặc là chốt màu không kỹ hoặc thậm chí á, là có nhiều chỗ họ còn sử dụng si kem để mà patina hoặc là nhuộm giày luôn á cho nên á, là màu nó sẽ không thấm sâu xuống da mà nó chỉ nằm trên bề mặt thôi vì vậy khi chúng ta sử dụng lotion để mà dưỡng da và làm sạch thì ít nhiều cũng lấy đi cái si kem hoặc là thuốc nhuộm nằm trên bề mặt đó hàng được sản xuất hàng lạc mà thì cũng dễ hiểu thôi nhưng mà đối với những cái brand lớn á thì họ sẽ đầu tư vào cái chất lượng và cái sự tỉ mỉ hơn do đó là giá thành họ sẽ cao hơn nhưng mà bù lại á thì chất lượng nó cũng sẽ ok hơn còn đối với trường hợp giày sử dụng da đã được thuộc nhựa màu sẵn trong nhà sản xuất á thì trước khi đưa tới tay người tiêu dùng thì họ cũng đã finish một cái lớp si kem hoặc là si sáp để cho giày bóng bẩy đẹp hơn và sau khi chúng ta mua về á chúng ta sử dụng lotion để mà dưỡng da và làm sạch thì cái lớp màu mà chúng ta thấy á thì đó chính là cái lớp finish si kem hoặc là si sáp đó chứ nó cũng không có nói lên là cái chất lượng giày có da kém chất lượng ha đối với những cái đôi giày mới á, khi chúng ta mua về á thì cũng cần dưỡng da lại bằng lotion tại vì một đôi giày từ sự sản xuất lên tới cửa hàng và tới tay của chúng ta thì cái thời gian đó ít nhiều nó cũng làm cho đôi giày mất dưỡng chất nhưng mà chúng ta xoa lotion dưỡng da nhẹ nhàng thôi tại vì một đôi giày mới nó cũng không có dơ nhiều hoặc thậm chí là chúng ta còn có thể sử dụng bằng tay trần thay vì dùng khăn có nhiều người lần đầu tiên sử dụng lotion và gặp trường hợp bị ga màu đã khẳng định là lotion có tính tẩy mạnh nhưng mà điều này là không đúng ha tại vì lotion á cái chất làm sạch nó rất là nhẹ và chủ yếu công dụng của nó là dưỡng da à ở đây á anh đùa chỉ nói về cái brand safi thôi ha hy vọng một chút kiến thức chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp ích cho mọi người xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau